một bài học chỉ cần là làm một công tác sai cái là tốn hết mấy chỉ vàng rồi thời gian công sức nữa đó. Bài học này đúng là đáng lòng lắm, nhớ hoài. Cái hàng cái bánh lòng mà nó hư cái kẹp. Thay luôn cái kẹp mới. Ôi mất thời gian quá. Tức là so bên cái kẹp cũ. Mới là để qua cái kẹp cũ mình xài. Nào gắn nó thay. Xài tạm đi. Cái này nó cũng còn nguyên. Chỉ thay cái lò xo qua bị yếu lò xo. Kẹp nó rớt hoài. Đây đây. Trời ơi, vô đợt rồi. Kẹp qua hàng thì nó ngon. Kẹp này thì vẫn còn nguyên. Đó, mình bỏ lại sau này. Cái lò xo khác để vô. Còn nguyên cái kẹp. Tiếp hạ vào này. Lòng này là mình thay gai là thay mấy cái chấu V nè, cái thanh V nè. Tại vì cái bánh lòng mới mình mua về mình chạy thời gian thì nó cũ, nó mỏng, nó sẽ bị quá như gì. Cái này nó muốn thẳng trừ luôn rồi. Cái này nè, mình cắt mình xả ra hết. Mình thay những cái thanh V này mới này vô thì nó không có, nó hư là hư không có đồng bộ, có nghĩa là cái gai này nó tiếp xúc với mặt đất nó sẽ mòn trước đó. Còn những cái dành V với dành gai này tròn này nè, nó còn nguyên đó. Thành ra mình thay cái cháu V này vô thì nó sẽ chịu được chạy thời gian cùng hư một lượt với cái dành này, có nghĩa là dành này sẽ xài được hai xác chấu này nè, thông thường là như vậy. Máy xới 4 bánh nha. Tại vì cái thời đó là phân biệt máy xới thì nó có loại là máy xới 2 bánh là kỷ lục máy xới tay đó, mình cầm hai cái tay hai bên rồi mình chuyển hướng bằng hai cái thắng đó, rồi là máy xới tay. Còn cái máy xới mà có vô lăng mình ngồi trên đó,
có bốn bánh á, gọi là máy xới bốn bánh. Có người thì gọi là máy cày, nhưng máy xới thì nó nhỏ hơn máy cày, cày thì nó gắn lưỡi cày nó lớn hơn, máy xới thì nó tương đối nhỏ hơn. Đó thì gia đình mình nó là gia đình nông dân, dân chánh hiệu luôn. Ngày xưa là từ thời ông cha mình là chỉ là làm ruộng thôi, không có ai làm thợ thầy hết. Sắm cái máy xới đó, làm như là cái máy đầu tiên luôn. Là chưa biết gì về máy luôn. Đó. Thì sau khi sẽ đi mua một cái máy cũ của người ta xài rồi, thì nó có nguyên cái bộ đồ nghề luôn. Nghĩa là máy nè, bánh hơi nè, kể cả cái bánh lòng thứ gì luôn, nó có luôn. Đó, thì mình chỉ có việc là ra động thôi. Lúc đó thì còn chạy cái ở đồng nhà mình đó, ở Cần Thơ mình đó, là chạy cái đồng khô, thì chạy cái bánh hơi. Mình còn nhớ cái chiếc đó là chiếc Kubota 2600, là cái máy Kubota đời cũ đó, nó tới hai cầu lận. Hai cầu có nghĩa là một cầu á là khi mình chạy hai bánh sau nó hoạt động, hai bánh trước là chạy tự do, còn cái máy hai cầu á là khi mình lắp mình có quyền mình chạy hai bánh hoặc bốn bánh. Nếu mình không muốn chạy hai bánh trước á, thì mình cắt cái cầu ra thì nó chạy hai bánh sau như cái máy một cầu. Còn nếu mà mình chạy muốn chạy hai cầu á, thì mình lắp vô, có cái cầu mình gạt vô nó sẽ chạy bốn bánh. Mà đặc biệt cái máy hai cầu thì cái đầu nó nặng hơn, để nó có trọng lượng để hai bánh trước nó có thể nó bự xuống đất để nó bường tới được. Thì cái đồng mình thì chạy bình thường, chỉ chạy bánh hơi thôi, chỉ cần hơi tung tung là mình lắp hai cầu như chạy cái lúc đó là chạy xới khô. Cho đến khi mùa mưa mình xuống cái đồng ở Thới Quảng, Kiên Giang, thì mình xới đó rồi gặp mưa thì bánh hơi nó đất nó mềm quá đi, chạy bánh hơi hai cầu mà vẫn không chạy được luôn đó. Lúc đó mới lấy cái bánh lòng như thế này, mình đem xuống mình lắp vô mình chạy, lắp vô không chạy được, lắp vô thì chạy 5-10 thước là nó cuốn cái đất nó cuốn vô đây nè, cuốn vô đầy cái bánh như cái hũ lô vậy đó. Chạy cái máy càng ngày nó càng lún xuống, không chạy không được. Mà thử mấy lần mà chạy qua tới đất khác mà không vậy luôn đó. Thì cái anh tài xế của mình lúc đó có anh tài xế nha, lúc đó mình mới biết chạy hơi sao, mới biết cầm vô lăng. Thì anh nói là cái này là cái bánh lòng này nó người ta làm thất kiểu rồi đó. Rồi hỏi thăm những cái máy mà người ta chạy rồi, người ta nói chắc có lẽ là bánh lòng thất kiểu, tại người ta cũng đâu có nhìn cái bánh lòng như thế nào, mình chỉ hỏi thăm nghe nói miệng vậy thôi. Thì mình sẽ lúc đó mình trở về Cần Thơ ở cửa Mỹ Đỉnh giáp với An Giang đó, mình đặt cặp bánh lòng khác. Lúc đó là khoảng đâu hơn 3 chỉ vàng, khoảng đập cái lòng khác từ trên này mình xe mình muốn xe mình chở cái giấy đắp vô là cái phái bụng mình nó làm mới mà đem xuống chạy, đưa xuống ruộng chạy 10m 20m cũng như cái hũ lô y chang luôn đó. Dân đó mới quýnh quán rồi không biết làm sao, chú kỵ trời, chắc tại đất ở đây quá, đất kia nó bảo hoặc là nó lúng hơn á trời, nó bị dính bánh, nó dẻo hay gì đó. Chắc nó ngã ngửa ở trên, tại vì bánh lòng là mới luôn rồi mà vẫn chạy không được. Hồi mai đâu có cầm máy xới ở gần đó, nhiều làm máy người ta cũng tốt.
rồi mình mới cũng thọ giáo nè. Ông đó ông nói trời ơi sao mà chú gắn gì sao chạy được, chú gắn gì là cái bánh lọc chú gắn gì là gắn ngược rồi à, gắn ngược làm sao gắn ngược á, là khi cái bánh mình gắn bánh lòng là cái chiều này nè chạy tới nè, úp đất nó úp vô cái họng V này nè để nó chịu lại, nó bường tới vừa chịu cái xích lúng mà nó vừa có cái gai này nè để nó cản đất nó bự tới. Còn mình á thì mình gắn á cái bề này lên trước đó, đất nó đi vô cái lưng V nè, cái nó tọt vô đây luôn. Chạy bao nhiêu là tọ hoặc vô đầy cứng bánh hay chơi không chạy được đó. Mình thấy ông này là gì là cao kiến rồi, đem vô gắn lại quay ngược trở lại. Thì cái công tác mình làm lúc đó là chỉ là lấy cái bánh bên tay phải gắn qua phía tay trái, ráp ngược qua phía tay trái thì nó sẽ đúng cái chiều này. Rồi đề máy chạy lên một cái ha, nó ngon, chạy không lúng lại chứ tuyệt vời. Rồi từ đó tới sau là cái bài học đó là bài học xương máu luôn đó, bài học đắt giá luôn đó. Là một bài học chỉ cần là làm một động tác sai cái là tốn hết mấy chỉ vàng là thời gian công sức nữa đó. Bài học này đúng là đáng lòng lắm, nhớ hoài. Bởi vì ai cũng có cái không biết. Bởi vì một số người lại sửa máy mình cũng rất là thông cảm, tại vì nghĩ cái đó nó dễ nhưng mà người ta không biết tại nó là khó. Có nhiều cái máy chạy nó lịch xịt không ra gì chứ. Người ta sửa rồi đem lại thợ sửa nữa, thay đồ, những món đồ rất là có giá trị bên trong, nhưng mà cái cuối cùng lại vẫn không chạy được đó. Thì coi kỹ lại thì nhiều khi nó chỉ là theo canh không đúng nè, rồi theo tăng đúng có nghĩa là nó bị sớm trễ, chạy ra lớn không được nè, đôi khi thì cái van dầu nó bị bọt nè, rồi lông đền dầu nó bị hở, rồi cái coi dầu cao áp bị nứt, hoặc là cái mấy cái ống dầu vô cái bơm cao áp là heo dầu đó nó bị nứt, mà nó chạy lịch xịt đi, nó không ngọt, chạy không ngọt. Đó. Những cái thứ đơn giản bên ngoài đó thôi, nhưng mà mình thì mình chỉnh mình làm mình sửa những cái gì sâu xa quá, nhưng mà cuối cùng là nó không đúng cái bệnh đó. Bởi vì mình nghĩ cuộc sống nhiều người ta nói cuộc sống là bắt đầu từ những cái điều đơn giản nhất là không sai. Rồi xong, giao cho khách được rồi.